Chị làm gì mà cứ ngồi thần cả người ra đấy? Vẫn chưa hết sốc vụ côn đồ hành hung à? Vụ đấy thì qua rồi, nhưng mà số chị chắc sẽ chẳng bao giờ hết sốc được. Không vụ này thì lại vụ khác. Lại có chuyện gì à? Không, không có chuyện gì. Chỉ là chị cảm thấy mệt mỏi vì mấy vụ vừa rồi thôi. Thôi, mọi chuyện cũng qua rồi mà chị. Chị đừng có suy nghĩ nhiều nữa. May là hôm đấy anh Minh tới kịp đấy. Không thì chị chết với bọn côn đồ. Nhìn anh ấy tả xung hữu đột cứu vợ mà em hâm mộ quá đi mất. Bây giờ cả bệnh viện đều biết chồng của bác sĩ Thủy là người hùng gỡ mìn ở tiệm vàng đấy. Fan này chị tha hồ mà tự hào nhá. Cô có thôi đi không? Đừng cho tôi đi tàu bay giấy nữa. Tập trung làm việc đi. Vâng, em biết rồi. Cha cha, sao hôm nay có người im lặng dữ vậy ta? Đau không? Đau quá, đau luôn. Nếu anh phải nhớ, chỉ có ở bên cạnh anh ấy là em mới được bình yên thế này thôi. Em thề, em sẽ không bao giờ hết yêu anh. Đâu có ai bắt em thề đâu. Thế em sợ rằng một ngày nào đó em phải xa anh hả?